Chả yêu em. Chả em ạ. Chả bằng tình em. Chả yêu em. Chứ không phải âm thầm bên em. Muốn được ôm em ngủ mỗi tối. Chứ không phải âm màn đêm đen. Nếu em cảm thấy mình trống rỗng, nói nhỏ này hãy cho anh. Nếu em cảm thấy quá mệt mỏi, hãy trở về nhà nơi này có anh nhá. Lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào. Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau. Hồn ngất ngay khi đôi môi em vừa trao. Khát khao mong chờ lại một ngày em đây, ta cùng em say sưa bước trên đường tình. Mong ngày xưa ấy không ai đổi thay. Là một người tỉnh táo, tôi không mê Tín, tôi mê anh. Okay. Quan trọng hay không không quan trọng, quan trọng là có quan trọng hay không. Tao thấy mày cũng đẹp trai đấy. Cho em xin in tư nhá. Ông bé ơi, vợ anh là sư tử Hà Đông chính gốc đấy. Chào mọi người, công chúa là chỉ có em thôi. Ui, mày ơi. Bạn này chắc là bạn chưa biết rồi. 26 Xuân Lan lắc đầu. Là một người tỉnh táo, tôi không mê Tín, tôi mê anh. Okay. Cứ nghĩ là em đỉnh và em real. Kiếm được đại gia luôn đẹp trai và luôn giàu. Nhạc lên dần dần rồi cứ thế mà em feel. Chạy ở bên em quên âu lo và quên sầu. Bố anh không có cổ đông, số anh thì không có khổ đâu. Muốn làm quen anh hở cứ theo luật lệ là cho vô. Muốn sát anh một chút nhưng lại sợ mấy chị thích anh sút em một phát. Bạn có mình đi mua trà sữa đi. Thôi tôi xin bạn đây. Một năm 365 ngày thì bạn làm nóc nhà 364 ngày rồi. Bây giờ có một ngày cho tôi làm nóc nhà nốt đi một hôm thôi. Thế bạn muốn cái gì bạn nói xem nào. Bạn cõng mình đi mua trà sữa đi. What? Ok. Lưu số em đi. Khi nào má có cần con dâu thì gọi cho em. Đêm dài lắm lúc phải cố đơn mà quên chưa thêm. Sáng chỉ có một mình em thức. Anh ngủ mẹ rồi, anh thức từ đâu. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Giải cờ thua ấy khi đan bàn tay. Yêu thằng trao ếch chi dư lại đây. Xem như em chẳng may. Anh không thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngọt. Bởi vì ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Giải cờ thua ấy khi đan bàn tay. Nào cô em xinh đẹp, có đi chơi với anh không? Ê, anh định đưa tôi đi chơi bằng gì? Anh đi dép. Em xin lỗi anh, từ giờ em không đỡ anh nữa. Em xin lỗi anh, từ giờ em không đỡ anh nữa. Em xin lỗi anh, từ giờ em không đỡ anh nữa. Ok. Thế mày có chỗ bố mày không, mày để làm khác. Quỳ xuống.